Mời quý vị và các bạn đến với bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi đóng đa 1789-2024, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ dân hương tại Đài Kính Thiên, đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt và dân hoa dân hương tại Bảo tàng Quang Trung. Trong không khí thành kính trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Bình Định và các đại biểu đã kính cẩn dân hương tại Đài Kính Thiên ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. Nơi đây trước khi khởi binh đánh đuổi giặc ngoại xâm thống nhất đất nước, ba anh em nhà Tây Sơn đã lên núi Ấn lập đàn tế xin trời đất trao ấn, kiếm lệnh để chế binh khởi nghĩa. Cảm lòng người, trời đất đã linh thiêng trao ấn, kiếm cho ba anh em Tây Sơn, giấy binh hoàn thành sứ mệnh dân tộc. Để ghi nhớ công lao to lớn của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã xây dựng khu Đài Kính Thiên nhằm thể hiện lòng tôn kính và ghi nhớ công lao to lớn của phong trào Tây Sơn, tiêu biểu là người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung, Nguyễn Huệ, đồng thời nhắc nhở các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy hào khí Tây Sơn, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cũng là lúc người dân có nhu cầu quay trở lại các thành phố lớn để làm việc và học tập. Tuy vậy, nhờ có sự chuẩn bị, các nhà xe đã sẵn sàng các phương án để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Bến xe khách Ninh Thuận hiện có hơn 140 đầu xe hoạt động đi và đến 21 tuyến cố định, trong đó nhiều nhất là các tuyến từ Ninh Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây và các tỉnh Tây Nguyên. Để phục vụ hành khách, bến xe khách Ninh Thuận đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có phương tiện tham gia vận tải hành khách xây dựng phương án chạy xe, tăng số đầu xe, tăng lượt đi và về và niêm yết giá vé theo quy định. Theo dự báo, sau Tết, mỗi ngày có trên 3.000 hành khách sử dụng dịch vụ vận tải tại bến xe khách Ninh Thuận. Lượng khách sử dụng dịch vụ có thể tăng cao hơn tại một số thời điểm. Vì vậy, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, kiểm soát tốt các hoạt động vận tải hành khách sẽ góp phần giúp cho người dân trở lại nơi làm việc và học tập thuận tiện, an toàn. Thưa quý vị, nằm dưới chân núi Lơ Pang, làng Alao, xã Lơ Pang, huyện Ban Giang, tỉnh Gia Lai là một trong những nơi còn giữ được rừng gỗ trắc, một loài gỗ quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã nỗ lực chăm sóc và bảo vệ rừng gỗ trắc như một tài sản quý giá để lại cho con cháu đời sau. Cây gỗ trắc là một loài cây gỗ cho giá trị kinh tế cao. Do bị khai thác quá mức, các quần thể cây gỗ trắc đã bị suy giảm nghiêm trọng, đến mức đe dọa tuyệt chủng. Tại làng Alao, người dân đã có ý thức sớm về việc bảo tồn nguồn gen quý của cây trắc. Họ đã cố gắng giữ lại các gốc cây cũ và chăm sóc để những cây non mọc lên từ chúng. Cùng với đó, bà con còn trồng thêm nhiều cây trắc mới để tạo ra những vườn gỗ trắc rộng lớn. Hiện nay, diện tích gỗ trắc tại làng Alao đã lên đến hàng chục hectare và đang được mở rộng từng ngày. Thấy cây trắc đó, lõi nên là có giá trị nhiều. Cho nên là bà con bây giờ thấy đó là có cây giá trị, cây quý, cho nên là bà con giữ. Nó là giữ cho con cái mình đời sau được hưởng lợi. Việc bảo tồn phát triển rừng gỗ trắc không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân nơi đây mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái. Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn rừng gỗ trắc, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân. Các cái hộ gia đình có các trồng cái trắc ở trên địa bàn mình ấy thì làm cái bản cam kết và làm cái sơ đồ để mà bảo tồn cái nguồn gen trên địa bàn và cũng tăng cường cái công tác mà quản lý bảo vệ rừng thì bước đầu á, thì cũng đạt cái hiệu quả cao và cũng là tạo cho người dân là có cái sinh kế nó ổn định sau này và cũng để tăng cái tỷ lệ cái che phủ rừng trên địa bàn huyện. Mong muốn của xã cũng như của người dân á, là kêu gọi các cái nhà đầu tư hoặc là các cái doanh nghiệp nào đó để họ hướng dẫn và có cái nguồn quý hoặc là hướng dẫn để người dân trong làng bảo tồn lại cái nguồn gen của cái trắc. Làng Alao là một ví dụ điển hình trong việc cộng đồng tham gia bảo tồn, phát triển cây rừng hiệu quả, bền vững. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận và cần được nhân rộng, lan tỏa để cùng chung tay bảo vệ các chủng loại của quý đang dần cạn kiệt tại Việt Nam. Vừa rồi là bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bản tin có sự đồng hành của Bàn Thạch Riverside Hotel and Resort. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.